Vậy là đủ đồ chơi anh em nhé. Anh em hãy cùng mình đi trải nghiệm. Rồi ok, đây là tất cả những cái món đồ phối lên. Đó. Trông nó rất là xấu đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ ảo Hurricane của mình lên. Đấy, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Một bộ màu tím. Đó. Rất là đẹp. Nên là mình quyết định là sẽ phối với con sói tím. Cho dù con sói này PK thì nó không được mạnh. Nhưng mà biết làm sao được. Đẹp mà. Đấy, và cái cánh ảo nữa. Trời ơi, anh em nhìn thấy không? Phê không? Quá phê, rực rỡ, long lanh huyền ảo luôn, tím mộng mơ, tím thủy chung, rất là đẹp. Cánh này hiệu ứng rất là phê, những cái cánh cấp, những cái cánh cấp 3 của DK, của Soul và của MG ở trong cái MU này nó làm cánh ảo có những cái hiệu ứng cực kỳ đẹp, không giống như cánh full thì không có hiệu ứng gì, rất chất, rất đẹp. Những đêm trong giấc mơ tay nắm hai gậy rồng. Đây là hồi tưởng lại con MG nắm hai gậy rồng đi blues. Nhưng mà trong clip này thì mình sẽ phải cầm hai cái gậy Kundun, trông nó như cái hai cái gậy bằng cọc tre ấy. Rất là xấu. Không được đẹp cho lắm, nhưng mà thôi không sao, dùng tạm. Khi anh em mặc set này lên thì anh em có phòng thủ là 16.000, rất là tròn trinh. Và lực tay thì cũng khá là xanh luôn, xanh lét. Đó. 9.700 đến 14.000. Vậy thì với những cái đồ như thế này, không chơi khiên, mình sẽ không chơi khiên mà sẽ dùng hai gậy phép và set Anubis thì để xem trong cái clip này thì PK thì nó có ổn áp hay không. Anh em hãy cùng theo dõi nhé. Rồi, ok, bắt đầu với một bạn Soul Master. Bạn Soul Master cũng full một cây rất là đẹp, rất là chất luôn, con sói Stealth 2. Đấy. Sởi, đánh nhìn mãn nhãn quá anh em ạ. Cực kỳ đẹp đấy. Soul Master thì bây giờ nó khủng lắm. Sởi, ăn được một mạng rồi anh em ạ. Cuối cùng thì MG đã ăn được mạng đầu tiên đấy, chiến công đầu. Úi xời, hai con Soul với MG đánh với nhau khác. Skin cứ gọi là tré lé, rực rỡ trên màn hình luôn. Đấy, chút mưa sau ăn. Kinh khủng không? Mình sẽ di chuyển thật nhiều một chút, sau đó mình băng, mình xét, mình hú sói đó. Lốc nữa. MG được cái là lợi thế của nó là nó đam nó to hơn con Soul. Chắc chắn là đam sẽ to hơn bởi vì nó cầm hai gậy phép. Nhưng mà cái phòng thủ của nó thì nó sẽ bị yếu hơn bởi vì là nó bị thiếu mất một món trang bị ở trên người. Và nó không được có cái skin búp mana siêu như con Soul. Đấy. Cho nên là khi đi PK thì anh em cần phải di chuyển. Ôi trời, thua rồi. Hòa một mạng rồi. Từ từ mình đổi sang con rồng rồi đã. Úi giời, chưa kịp đổi rồng ấy. Chưa kịp đổi rồng. Đó, ok. Thua mạng cay cú là phải đổi ngay sang con rồng. Thua mạng cay cú phải đổi sang con rồng ngay. Ấy, uống chút mưa sao băng vào đít con rồng của mình. Làm con rồng của mình nó yếu hẳn đi. Đó, hắn đâu rồi? Quả này là anh ta đã bị dùng skin liên tục nhanh tay quá nên là bị disconnect anh em ạ. Bị disconnect. Đấy. Đã cái bị disconnect. Toàn bị dis. Mình chơi MG này cũng thỉnh thoảng bị dis. Do là skin mình dùng liên tục và dùng nhanh quá, nó sẽ bị dis, giống như kiểu DK xoay kiếm của anh em cũng vậy.
4 dòng hay 5 dòng gì đấy, mà cậu em cậu lỡ bán mất cái tay, bán mất cái tay của mình mà về mình. Tiếp theo.